4 hoặc 5 thằng chơi chung. Bên mình thì không biết, bên mình thì mình nha các bạn, mình riêng bản thân mình á là mình chỉ chơi ghép ngẫu nhiên thôi, chứ mình không bao giờ mình đánh chung. Leo đại ca hủ mình cũng vậy, mình chẳng có ghép chung, lẽ ra lên hết đấu luôn đấy, gần lên hết đấu nhưng mà mình máy mình nó lắc quá mọi người ạ, à. Với lại bị mạng yếu, tức là chơi giữa chừng á, binh nó lên 9 chí cộng á mọi người, nên là chán đời lắm, nên là không leo hết đấu thôi, khá là tiếc. Chơi chung không nè, tự nhiên like cho nó chi trời, chắc nó chơi chung á. Bên mình không có, chắc không ai chơi chung đâu. Cái ông Fajit là trận trước mình gặp ổng rồi. Fajit là con này nè. Team có hai đứa, thằng Vega với con này nó báo báo. Mình lên tăng, mình nhìn tướng nó sao đánh. Cái tướng nó sao đánh. Mình lên tăng luôn. Trận này gặp lại Fajit, Fajit trong team mình.